Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Chấn trên kênh truyền hình STV8. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bộ Tài chính nói không với việc giảm thuế nhập khẩu MFN đối với ô tô điện. Doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó gì khi hoạt động tại Việt Nam? Nới lỏng xét nghiệm COVID-19 hàng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá ngày 24 tháng 8. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh. Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền xem xét các phương án giảm thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhóm mặt hàng xăng dầu trong trường hợp giá thế giới tiếp tục tăng cao. Liên quan đến đề xuất hủy quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn, đại diện Bộ Tài chính cho rằng quỹ bình ổn hiện là công cụ cần thiết giúp ổn định giá xăng dầu trong nước khi thị trường thế giới biến động mạnh. Không có quỹ bình ổn thì giá cả hàng hóa sẽ tăng cao. Quỹ bình ổn xăng dầu được sử dụng theo cơ chế khi cần thì trích và khi cần thì chi, hoàn toàn không mất đi, quan trọng nhất trích và chi vào thời điểm phù hợp. Nếu giá xăng tăng theo đúng mức độ thì các mặt hàng khác cũng tăng theo. Vì vậy, Chính phủ, các bộ ngành đang khẩn trương giải quyết vấn đề, đặc biệt là giá cước vận tải. Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để thực hiện quỹ bình ổn phù hợp, hợp lý, minh bạch để bảo đảm nguồn cung, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, biến động giá xăng dầu tiếp tục tác động trực tiếp tới đời sống của người dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp, đòi hỏi phải có những giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững. Sau đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại tọa đàm biến động giá xăng dầu và kịch bản ứng phó cho ổn định phát triển do Báo Đầu tư tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Sau những hệ lụy do đại dịch COVID-19 tới nhiều mặt kinh tế xã hội, tình trạng biến động giá xăng dầu gần đây tiếp tục tác động trực tiếp tới thu nhập, chi tiêu và đời sống của người dân cũng như doanh nghiệp. Do giá thành sản xuất và phân phối sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tăng cao, làm tăng CPI. Trong đó, ngành vận tải hoạt động trong hệ thống logistics bị ảnh hưởng rõ rệt nhất bởi phí xăng dầu chiếm tới hơn 30% trong tổng chi phí cấu thành của logistics hiện nay. Chúng tôi có kiến nghị rằng là trong cái thời gian tới, thì Chính phủ tiếp tục xem xét áp dụng vấn đề giảm thuế, giảm phí hoặc là một số cái phí liên quan, ví dụ như là phí môi trường, đấy, để mà duy trì cái vấn đề về giá cả xăng dầu cũng bình ổn, ít nhất là như ở cái mức hiện tại cho đến quý 2 năm 2023. Thì có như vậy thì mới tạo ra những cái cơ chế, tạo ra được một cái khung để cho các doanh nghiệp đấy chủ động trong cái tính toán, cái phương án của mình. Mặc dù hiện tại giá nhiên liệu có phần giảm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá nhiên liệu sớm được bình ổn. Viễn cảnh tăng giá vẫn đang ở trước mắt. Để có thể thích ứng với chi phí xăng dầu tăng, ngoài việc điều chỉnh giá bán một số sản phẩm cho phù hợp, doanh nghiệp cũng nên triển khai thực hiện đồng thời một số giải pháp như tận dụng, tiết kiệm nguyên vật liệu ở mức tối đa, tăng cường quản lý giám sát quá trình sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn, đàm phán với đơn vị vận chuyển để không tăng cước vận chuyển. Bên cạnh đó, các chính sách điều hành giá xăng dầu cũng cần phải linh hoạt, sử dụng nhiều công cụ để điều hành giá đảm bảo cho nền kinh tế ổn định. Chúng ta muốn ổn định kinh tế vĩ mô thì chúng ta phải có chính sách thuế hợp lý, chứ không phải cứ giá tăng lên chúng ta bỏ thuế. Chúng ta nghiên cứu là hạ những loại thuế nào trong điều kiện thẩm quyền của các cấp thì chúng ta mới xử lý được. Và chúng ta lâu nay có một công cụ là quỹ bình ổn giá. Ngày hôm nay đang giá xăng đang cao nhưng chúng ta cũng phải nghĩ tới ngày mai. Ngày mai khi giá xăng nó hạ xuống, chúng ta có thuế đã hạ rồi mà giá hạ xuống, chúng ta có thu lại được của dân được không, chúng ta có thu của doanh nghiệp được không. Cho nên là bên cạnh cái các loại thuế thì chúng ta còn cái quỹ bình ổn giá để bảo đảm cho việc điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm cho nền kinh tế nó tương đối ổn định cho sản xuất kinh doanh. Tôi cho rằng là cái giải pháp đảm bảo nhất và bây giờ cũng là hội tụ đủ những cái yếu tố có thể đưa cái giá xăng dầu nó chuyển hẳn sang cái cơ chế thị trường, có nghĩa rằng là doanh nghiệp nhà có sự quản lý của nhà nước đương nhiên, thay bằng cái nhà nước xác lập một cái giá, mức giá trần như nào đấy, thế để cho các doanh nghiệp người ta tự điều chỉnh theo trên cái cơ sở cái giá trần của nhà nước đấy thì nó vừa phù hợp hơn, vừa kịp thời hơn, và như vậy cái cơ chế thị trường ấy nó giúp cho khách hàng lựa chọn được các nhà cung cấp với cái giá cả cạnh tranh hơn, hợp lý hơn.
Ở góc độ quy định pháp luật, có ý kiến đề xuất đồng bộ luật dầu khí sửa đổi với các quy định của luật khác. Ví dụ, để xây dựng một đường ống dẫn khí, phải chiếu theo nhiều luật khác như luật đầu tư, luật đất đai, luật xây dựng. Do đó, các quy định trong dự án luật nên theo hướng cho phép thực hiện các dự án thăm dò khai thác dầu khí theo chuỗi, tránh một việc phải trình nhiều cơ quan bộ ngành, tránh xung đột về pháp lý. Liên quan tới kiến nghị của một số doanh nghiệp và Hiệp hội Cơ khí Việt Nam đề xuất về lộ trình giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với dòng xe ô tô sử dụng động cơ điện trong thời gian 2 năm để phát triển xe ô tô điện, thay thế xe ô tô dùng nhiên liệu hóa thạch, Bộ Tài chính cho rằng nếu giảm thuế nhập khẩu MFN với xe ô tô điện trong 2 năm là 0%, thì doanh nghiệp sẽ lợi dụng chính sách để nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất chưa xem xét điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN đối với xe điện. Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm đạt gần 150.000 doanh nghiệp, tăng trên 31% so với cùng kỳ năm trước. Đây không những là một chỉ số quan trọng cho thấy sức hồi phục của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, mà còn phản ánh một thực tế đó là quy mô đầu tư, sản xuất của nhiều doanh nghiệp đang có những triển vọng tích cực. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả khảo sát của Eurocharm cho thấy 45% nhà đầu tư và kinh doanh châu Âu tại Việt Nam rất hài lòng hoặc hài lòng với nỗ lực thu hút và giữ vốn FDI của Việt Nam. Có 85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý 3 sẽ bằng hoặc tốt hơn hiện nay. Kết quả này cao hơn so với mức 78% được khảo sát vào quý trước đó của Tổng cục Thống kê. Môi trường kinh doanh được cải thiện đang gia tăng niềm tin và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam vẫn đánh giá cao triển vọng lợi thế cạnh tranh của thị trường Việt Nam do cơ chế thu hút đầu tư hợp lý và chính sách mở cửa kinh tế đúng đắn. Song các vấn đề về trình độ nhận thức và cơ sở hạ tầng vẫn là nỗi lo của không chỉ các doanh nghiệp Nhật mà còn của nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam hiện tại cũng như lắng nghe xu hướng đầu tư của họ trong tương lai là gì, phóng viên của SCTV8 đã có cuộc trao đổi với ông Takeo Nakajima, trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại JETRO tại Hà Nội. Kính mời quý vị cùng theo dõi chi tiết cuộc trò chuyện ngay sau đây. Cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Theo ông, tình trạng phục hồi sau đại dịch của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam là như thế nào? Một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tập trung vào thị trường nội địa, nửa còn lại sẽ nghiêng về xuất khẩu. Nhóm đầu tiên sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường tiêu dùng, sản xuất trong nước sau đại dịch. May mắn là tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát tốt, nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại, nhu cầu và các đơn hàng đã tăng nhiều hơn. Sự hồi phục không quá mạnh nhưng ổn định. Tôi hy vọng năm tới sẽ tốt hơn nhiều so với năm nay, do các sự kiện như xung đột ở Ukraine, giá năng lượng cao, đứt gãy cung ứng đang làm chậm nền kinh tế. Đối với nhóm còn lại tập trung về xuất khẩu, theo tôi họ đang phục hồi tốt hơn nhóm 1. Nhóm này tập trung vào các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc. Trung Quốc không phải là một thị trường hứa hẹn, song xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu vẫn rất hiệu quả. Những doanh nghiệp này đang tập trung sản xuất để đưa sản phẩm sang các thị trường này. Năm nay đã tốt hơn rất nhiều so với năm trước, và nếu nền kinh tế tiếp tục ổn định, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp này. Doanh nghiệp Nhật Bản gặp những khó khăn gì ở thị trường Việt Nam, và ông có đề xuất thay đổi gì? Theo tôi thì có 3 khó khăn chính. Đầu tiên đó là vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực. Các công ty Nhật Bản muốn tuyển thêm nhiều người, song tỷ lệ đổi mới nhân lực đang rất cao. Và hiện tại cũng không có quá nhiều ứng viên phù hợp trên thị trường lao động. Vì vậy, tôi hy vọng Việt Nam sẽ có các biện pháp nâng cao đào tạo nhân lực và tạo điều kiện thuê địa điểm cho các doanh nghiệp và văn phòng ở Hà Nội. Vấn đề thứ hai là năng lượng. Đây là một vấn đề toàn cầu. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại do còn rất nhiều đơn vị đang chật vật với việc điều chỉnh theo giá năng lượng cao. Vấn đề ba là về nguồn cung điện. Sẽ rất khó cho các nhà máy hoạt động ổn định nếu thiếu đi nguồn cung điện ổn định. Và đó là vấn đề trong mấy tháng qua. Tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sớm sẽ xem xét và giúp đỡ những khó khăn trên. Vậy theo ông, lĩnh vực nào sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía Nhật Bản trong thời gian tới? Đối với lĩnh vực sản xuất, chính phủ Nhật Bản muốn nhiều hơn các quy trình sản xuất, sản sinh giá trị gia tăng tại Việt Nam. Việt Nam vốn vẫn là điểm đầu tư lý tưởng bởi giá thành rẻ, nhân công dồi dào, song chi phí để vận hành tại Việt Nam cũng đã tăng dần trong vòng 5 năm qua. Vì vậy,
điểm mạnh về giá thành và nhân lực theo các doanh sẽ nghiệp, sớm không trong quá trình triển khai đã gặp nhiều thách thức đó như Việt Nam cần dùng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng sản xuất cùng pháp luật nhằm tạo ra thêm nhiều giá trị gia tăng, kết quả chuỗi giá trị phục vụ tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn cầu mô thu gom nước trong thế giới, lý và điều cho dù là công đoạn đầu và công đoạn cuối. Tái chế và đây cũng là điều Nhật Bản hy vọng nhằm đa dạng hóa và củng cố năng lực chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp. Còn đối với các lĩnh vực không thuộc sản xuất, các doanh nghiệp này sẽ tập trung vào sự tăng trưởng của thị trường nội địa. Nhật Bản đang dần chuyển từ việc coi Việt Nam như một quốc gia gia công sản xuất sang đầu tư vào thị trường nội địa Việt. Do đó, nói chung, Nhật Bản đang hướng đến nhóm dân số có thu nhập trung bình, được hứa hẹn sẽ là lực lượng tiêu dùng chính. Cảm ơn rất nhiều. Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp số thuế lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vào ngân sách nhà nước, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước, trong khuôn khổ diễn đàn hải quan doanh nghiệp năm 2022, sáng ngày 8 tháng 9, Tổng cục Hải quan đã tôn vinh 9 doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan. Theo đó, các doanh nghiệp được tôn vinh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như sản xuất tôn, thép, điện tử, năng lượng sản xuất ô tô, xe máy. Vượt qua các doanh nghiệp khác, trong chính doanh nghiệp được tôn vinh lần này, tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân duy nhất của Việt Nam hoạt động trong ngành công nghiệp chế tạo, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôn mà được vinh danh. Năm 2021, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, ngành thép Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu thành công 14 triệu tấn thép, thu về 12,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tập đoàn Hoa Sen mang về hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phản ánh của các ngành thép. Quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh doanh tuần hoàn nói riêng đang gặp phải tập đoàn Hoa Sen đạt sản lượng tiêu thụ hơn 2,2 triệu tấn, doanh thu hơn 2 tỷ đô la Mỹ, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng. Trước đó, tập đoàn Hoa Sen cũng đã được Bộ Công Thương vinh danh là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong nhiều năm liền. Công nghệ và đồng thời, tập đoàn Hoa Sen cũng được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, được cấp thẻ doanh nghiệp ưu tiên hải quan để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương vừa được công bố cách đây vài tuần, hiện đã có các doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ mô hình kinh doanh tuyến tính sang mô hình kinh doanh tuần hoàn, song do nhiều nguyên nhân, nhất là do còn thiếu chính sách khuyến khích, hỗ trợ cụ thể của chính phủ, số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng kinh tế tuần hoàn còn thấp. Theo các doanh nghiệp, trong quá trình triển khai đã gặp nhiều thách thức như thói quen tiêu dùng, nhận thức về kinh tế tuần hoàn, khung pháp luật và chính sách chưa hoàn thiện, liên kết quạch chuỗi giá trị phục vụ cho ngành công nghiệp tái phù hợp với quy mô thu gom, đặc thù địa lý và điều kiện kinh tế xã hội từng khu vực để triển khai tái chế về hiệu quả kinh tế. Tôi nhận thấy là các doanh nghiệp khác cũng đang gặp khó khăn là làm sao có được hóa đơn đỏ, hóa đơn đầu vào. Bởi vì rác thải thì cũng khá là khó để cho cái việc thu gom, rồi sau đó làm sao mà có được những cái hợp thức hóa trong cái quá trình. Và đặc biệt là sau đó thì những cái chính sách hỗ trợ như thế nào, bởi vì nhựa mà thu gom thì theo mà chúng tôi trao đổi nghiên cứu thì nó lệch giá từ 3.000 cho đến 35.000, cái mức độ rất là lớn tùy theo cái việc mà phân loại và phân loại làm sạch thì đó là những cái quá trình mà ở trong đó nó sẽ phát sinh những cái chi phí khi mà đem về để bong rửa hoặc là lựa hoặc là làm sạch thì cần có những cái chính sách cơ chế rất là rõ ràng cho những cái người mà đi thu gom. Cái sự đồng bộ của các chính sách của nhà nước. Tuy nhiên tôi nghĩ là không thể ngày sớm, ngày chiều là có thể ngay lập tức chúng ta giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng trong thời gian tới với những chính sách của nhà nước sẽ tạo ra động lực cho tất cả các doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp lớn như Vinamilk mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tôi mong muốn là những chính sách không chỉ là động viên, khuyến khích mà còn đẩy mạnh cho tất cả mọi người họ có cái nghĩa vụ để thực hiện cái vấn đề kinh tế tuần hoàn. Theo đánh giá của các chuyên gia và phản ánh của các doanh nghiệp, quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh doanh tuần hoàn nói riêng đang gặp phải không ít khó khăn và rào cản. Nổi lên là nhận thức về kinh tế tuần hoàn còn hạn chế, thiếu các chính sách cụ thể về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế tuần hoàn và áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn, nhất là những chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, công nghệ và đào tạo. Công tác thông tin tuyên truyền về kinh tế tuần hoàn và kinh doanh tuần hoàn còn hạn chế, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hoạch định chính sách với các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ. Theo các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng HSBC, RCEP không chỉ giúp Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu mà còn có những ảnh hưởng tích cực gián tiếp khác đến thu nhập nhờ vào chiều sâu của hiệp định. HSBC cho biết các thị trường châu Á đang xây dựng quan hệ thương mại ngày càng sâu sắc hơn sau 8 tháng bắt đầu thực thi thỏa thuận thương mại RCEP. Đáng chú ý, tác động đối với xuất khẩu của các thành viên ASEAN trước và sau khi ký kết hiệp định có thể không nổi bật như các thị trường phát triển. Tuy nhiên, các thị trường như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia sẽ có khả năng đạt được mức tăng thu nhập thực tế lên đến gần 5% vào năm 2035 nhờ cú hích năng suất.
Theo đó, đến 2035, ba ngành của Việt Nam sẽ được kỳ vọng mở rộng nhiều nhất là đồ da và quần áo, kỳ vọng mở rộng 14,7%, thiết bị điện và máy móc mở rộng 12,1%, dệt may mở rộng 9%. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn vừa nhận được thư công tác từ phía Trung Quốc thông báo về việc nới lỏng xét nghiệm COVID-19 trên mặt hàng đông lạnh của Việt Nam xuất sang qua cặp cửa khẩu Chima Ái Điểm. Theo đó, phía cửa khẩu Ái Điểm Trung Quốc đối diện cửa khẩu Chima Việt Nam đã khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu mậu dịch cập chợ. Đối với mặt hàng đông lạnh xuất khẩu qua đây sẽ không phải xét nghiệm COVID-19 và không phải khử khuẩn phòng ngừa đối với hàng có rủi ro thấp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Mỹ DOC vừa thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam đến ngày 4 tháng 1 năm 2023. Đây là lần thứ 5 Bộ Thương mại Mỹ DOC gia hạn ban hành kết luận điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với thép tấm không gỉ từ Việt Nam. Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh Hawaii cho biết, theo thông lệ trong nửa cuối năm, sản lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thường cao hơn so với đầu năm. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát cao tại thị trường Mỹ, châu Âu và những xáo trộn về tồn kho hàng hóa sau đại dịch COVID-19, xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam trong nửa cuối năm 2022 vẫn còn nhiều thách thức. Đơn hàng hiện nay chỉ đủ sản xuất thêm 1 đến 2 tháng, trong khi đơn hàng cho năm mới vẫn chưa được ký kết. Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt 51 mã số vùng trồng, 25 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là một kết quả rất đáng mừng, cho thấy đa số các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Trung Quốc, đồng thời thể hiện thiện chí của phía Trung Quốc với một loại nông sản rất nổi tiếng của Việt Nam. Bộ Y tế cho biết ngày 7 tháng 9 có 3.878 ca mắc COVID-19, tăng gần 300 ca so với trước đó. Trong ngày có gần 15.000 bệnh nhân khỏi và 2 trường hợp tử vong tại Cao Bằng, Tây Ninh. Như vậy, đây là ngày có số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong hơn 4 tháng qua và cũng là ngày thứ 6 liên tiếp đã ghi nhận các trường hợp tử vong tại một số địa phương. Trong khi trước đó một thời gian dài, nước ta không ghi nhận bệnh nhân nào tử vong. Đáng chú ý qua thống kê cho thấy số bệnh nhân nặng đang tăng nhanh tại các cơ sở điều trị. Bộ Y tế đánh giá tại một số nơi, một số địa phương, việc tiêm vaccine chưa đảm bảo yêu cầu, tiến độ tiêm chủng còn chậm, nhất là tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Hiện nay chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy vaccine phòng COVID-19 ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và trẻ em. Tuy nhiên, hiệu lực của vaccine giảm tương đối nhanh sau 3 đến 5 tháng. Vì vậy, để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Chấn. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Công bố danh sách những ngân hàng được nới room tín dụng. Xử lý nghiêm các trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất 2% với khách hàng đủ điều kiện. Maybank cho rằng chứng khoán sẽ phục hồi cả về thanh khoản và thị giá vào cuối năm. Mới đây, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã cho ý kiến về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Hiện tại, các cơ quan quản lý chưa công nhận tiền ảo, tài sản ảo. Song theo một số đại biểu, Việt Nam là một trong 10 nước có lượng người chơi tiền ảo đông. Đây là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn, là kênh để tội phạm lợi dụng tài trợ khủng bố. Giải trình sau đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết đã có đề xuất quy định về tiền ảo, tài sản ảo tại dự thảo luật sửa đổi lần này. Lần sửa đổi này quy định về nghĩa vụ thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro quốc tế về rửa tiền cũng được bổ sung. Mới đây, 4 ngân hàng lớn và một số ngân hàng thương mại tư nhân có điểm chấm tốt hoặc tham gia tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm hạn mức tín dụng từ 1 đến 4%. Theo đó, Sacombank được cấp thêm room tín dụng năm nay là 4%, Agribank là 3,5%, HDBank 3,4%, MB 3,2%, OCB 3,1%, VIB 3%, Vietcombank và Techcombank cùng được cấp thêm 2,7%, TPBank được bổ sung thêm 1,2%, một số ngân hàng khác cũng được nới room nhưng ở mức khiêm tốn hơn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản về đẩy nhanh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 năm 2022 của Chính phủ, trong đó yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khách hàng đủ điều kiện. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát danh sách các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng ngành lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1 tháng 1 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20 tháng 5 để nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ, thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố cần theo dõi tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chi nhánh trên địa bàn, chủ động giải đáp, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền tại địa bàn, kịp thời báo cáo đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền, xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng thuộc đối tượng đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất. Tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mạnh khác giao dịch như thế nào trong phiên ngày hôm nay? Sau đây là thông tin chi tiết. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đều ghi nhận xu hướng giảm. Giá mua vào giao động từ 23.360 tới 23.400 đồng một đô la Mỹ. Giá bán ra giao động từ 23.650 tới 23.680 đồng một đô la Mỹ. Theo công bố của Vietcombank, giá các loại ngoại tệ mạnh khác hầu hết ghi nhận xu hướng tăng. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 6 tháng 9 với kỳ hạn qua đêm là 5,71%, một tuần là 5,63%, một tháng là 5,52% và 3 tháng là 6,13%. Mời quý vị cùng đếm những thông tin trên hai sàn chứng khoán trong nước kết phiên giao dịch chiều nay ngày 8 tháng 9. Theo báo cáo chiến lược thị trường tháng 9, Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI cho biết không loại trừ khả năng thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực sẽ gây áp lực điều chỉnh lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Xu hướng của chỉ số thị trường trong tháng 9 sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm định tại vùng kháng cự 1.285 điểm trên VN Index. Nếu chinh phục và duy trì ổn định trên mốc này, chỉ số sẽ mở rộng đà hồi phục lên vùng 1.300 đến 1.310 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số điều chỉnh trở lại từ vùng 1.285 điểm, SSI Research đánh giá khu vực 1.220 điểm sẽ là vùng hỗ trợ tốt cho VN Index. Trước bối cảnh dữ liệu vĩ mô khả quan trong tháng 8 năm 2022 và có thể trong những tháng còn lại, trong báo cáo chiến lược công bố ngày 5 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán Maybank đã đưa ra các dự báo hỗ trợ tích cực cho thị trường vào cuối năm nay. Thứ nhất là dòng vốn cho các doanh nghiệp được khơi thông. Theo đó, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bản đồ nhiệt lạm phát toàn cầu khi chỉ số CPI chỉ tăng 2,9% so với cùng kỳ tháng 8 năm 2022, chủ yếu nhờ giá xăng dầu trong nước giảm nhiệt. Đồng thời, Maybank ước tính các ngân hàng thương mại sẽ được tăng trưởng tín dụng từ 3 tới 5% trong đợt 2 này, một động lực quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Thứ hai, thanh khoản đang đầy đủ để thị trường chứng khoán tăng trưởng. Maybank ước tính thanh khoản sẽ tăng thêm từ 10 tới 15%, giá trị giao dịch bình quân hàng ngày của chỉ số VN Index có thể tăng lên từ 16 tới 17.000 tỷ đồng so với 14.000 tỷ đồng vào tháng 8 năm 2022. Theo văn bản gửi đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân tạo mã ITA, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã nhắc nhở ITA về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, đồng thời cảnh báo về khả năng cổ phiếu có thể rơi vào diện kiểm soát nếu công ty không thể công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên trong vòng 15 ngày kể từ thời hạn chót công bố theo quy định là ngày 29 tháng 8. Chuyển sang một thông tin khác, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, cơ quan quản lý cho biết công ty Tân Hoàng Minh đã nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định với tổng số tiền là hơn 174 tỷ đồng. Quy định cưỡng chế này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 8 tháng 9 và hết hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước. Tiếp theo chương trình là phần tổng hợp 3 kênh đầu tư tiền tệ, năng lượng và vàng. Chỉ số US Dollar Index đã yếu hơn một chút sau khi chạm mức cao nhất trong 20 năm trên thị trường quốc tế. Chỉ số này đã giảm từ mức 110,7 điểm xuống còn 109,73 điểm. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đạt khoảng 3,2%. Không chỉ điều chỉnh từ mức cao mà những thông tin kinh tế của một số nước khu vực tốt lên cũng đã khiến cho đà tăng của đồng bạc xanh bị yếu đi. Trên thị trường năng lượng, giá dầu ngày 8 tháng 9 đã giảm mạnh, thấp hơn cả trước thời điểm xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine khi các dữ liệu
hiệu từ hai nền kinh tế lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều có dấu hiệu suy yếu, dẫn đến mối lo nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ sụt giảm. Giá dầu thô Brent ở ngưỡng 87,7 đô la Mỹ một thùng, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch ở ngưỡng là 82,7 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường vàng, kim loại quý này đã phục hồi nhờ đồng đô la Mỹ giảm nhẹ từ đỉnh cao trước đó. Giá vàng tăng trở lại lên ngưỡng 1.717 đô la Mỹ một ounce, cao hơn 22 đô la Mỹ so với ngày hôm trước. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, ngày 7 tháng 9, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác còn gọi là OPEC cộng là nhằm thúc đẩy sự ổn định của thị trường. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út khẳng định động thái mới nhất của OPEC cộng liên quan đến cắt giảm sản lượng dầu thô cho thấy liên minh này rất chu đáo, quan tâm và chủ động trong việc hỗ trợ sự ổn định của thị trường vì lợi ích của ngành dầu mỏ. Với quyết định này, sản lượng dầu thô được đưa trở lại mức của tháng 8 năm 2022 và mức bổ sung 100.000 thùng trong tháng 9 năm 2022 chỉ là một biện pháp cho tháng đó. Trước đó, theo một tuyên bố của OPEC được đưa ra sau hội nghị bộ trưởng lần thứ 32 của các nước trong và ngoài OPEC hay còn gọi là OPEC cộng đã quyết định cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô ở mức 100.000 thùng một ngày trong tháng 10. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt nếu giới hạn giá được áp đặt. Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt nếu giới hạn giá được áp đặt. Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra sau khi có thông tin EC sẽ đề xuất áp giá trần khí đốt của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen ngày 7 tháng 9 cho biết EC sẽ đề xuất áp giá trần khí đốt của Nga. Bà von der Leyen đã phác thảo các đề xuất khẩn cấp sắp tới của EU nhằm giảm giá khí đốt và điện, trong đó có cắt giảm sử dụng điện bắt buộc trong giờ cao điểm, giới hạn doanh thu của các nhà máy phát điện không dùng khí đốt. Ngày 7 tháng 9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông không nghĩ rằng các chính sách khiêu khích của phương Tây đối với Nga là đúng sau khi Liên minh châu EU đã đề xuất giới hạn giá khí đốt của Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Serbia ở Belgrade nhân chuyến công du ba nước Balkan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay các chính sách khiêu khích Nga của phương Tây gần đây là sai lầm. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga không phải là một quốc gia bị đánh giá thấp, cho rằng những người đánh giá thấp Nga là sai lầm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết Nga đang cắt dòng khí đốt tự nhiên đến châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt, đồng thời nói thêm rằng châu Âu đang gieo nhân nào gặt quả nấy. Theo ông Erdogan, châu Âu sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trong mùa đông này, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không gặp vấn đề như vậy. Lo ngại ở châu Âu đã gia tăng trong một mùa đông ảm đạm có thể xảy ra sau khi Nga tuyên bố đóng cửa đường ống dẫn khí đốt chính đến Đức. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố báo cáo sách xám về kinh tế định kỳ về tình hình kinh tế Mỹ, trong đó dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng chậm cho đến cuối năm và lạm phát sẽ giảm. Báo cáo sách xám về kinh tế thường được Fed đưa ra 2 tuần trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan quyết sách của Ngân hàng Trung ương này. Trong bản mới nhất, Fed nhận định kinh tế Mỹ từ đầu tháng 7 đã phát triển cân bằng và chi tiêu cho tiêu dùng ổn định, doanh số bán ô tô thấp do không có nhiều hàng tồn kho và giá cả tăng cao, các hoạt động du lịch và dịch vụ đã tăng trưởng trở lại, hoạt động sản xuất phát triển ở một số khu vực, nhưng một số khu vực khác lại ghi nhận sản lượng sụt giảm do gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu hụt lao động sau thời gian đại dịch. Cũng theo báo cáo, áp lực tăng giá sẽ còn kéo dài ít nhất cho đến cuối năm nay, song giá nhiên liệu và nhu cầu chung về năng lượng dự kiến sẽ giảm, qua đó giúp nhẹ bớt áp lực lên giá cả, đặc biệt là chi phí vận tải. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định, do bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước vào giai đoạn quan trọng, phương Tây phải trả giá để tránh kịch bản tồi tệ nhất. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, cái giá của phương Tây cho việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga đang ở mức cao, đồng thời đánh giá cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng. Ông Stoltenberg nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn viết lại trật tự an ninh châu Âu. Vì thế, theo ông, việc ủng hộ Ukraine sẽ đem lại lợi ích an ninh cho khối NATO. Tổng thư ký NATO cũng cho biết, các nước thành viên sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine dịch chuyển từ những vũ khí thời Liên Xô sang những vũ khí theo tiêu chuẩn NATO và hiện đang chuẩn bị cho nhiều dự án mới để hỗ trợ Kiev vượt qua mùa đông. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, 6 tháng tới sẽ là quãng thời gian khó khăn không chỉ với Ukraine mà còn với những quốc gia ủng hộ nước này. Những bên sẽ trả giá khi phải trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tâm Chấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.